Nhà Trắng đã đề nghị Ukraine thực hiện cải cách trước khi có thể gia nhập NATO, đồng thời nhấn mạnh rằng tư cách thành viên của Ukraine vẫn còn xa vời do khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn của liên minh quân sự này. Nhà Trắng cho biết rằng Ukraine cần thực hiện các cải cách trước khi được chấp thuận gia nhập NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, Nhà Trắng không thể bảo đảm rằng Ukraine sẽ có được lộ trình rõ ràng để trở thành thành viên NATO và rằng vẫn còn rất nhiều rào cản cần được giải quyết. Mặc dù chưa nêu rõ các cải cách cụ thể, Nhà Trắng nhấn mạnh Ukraine cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn giống như bất kỳ quốc gia NATO nào khác trước khi được chấp thuận gia nhập. Một số quan chức Mỹ và đồng minh cho rằng việc gia nhập NATO nên được xem xét sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc để tránh nguy cơ gia tăng căng thẳng và xung đột với Nga. Trái lại, Nga đã lên án mở rộng NATO và coi tính trung lập của Ukraine là một yếu tố quan trọng cho hòa bình giữa hai nước. Ngày hôm nay, mùng 6 tháng 7, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại trường nữ sinh ở Wimbledon, phía nam thủ đô London, nước Anh, khiến cho nhiều học sinh bị thương nặng. Cảnh sát thủ đô London cho biết chiếc ô tô đã đâm vào một khu nhà trong khuôn viên trường học ở Cambridge. Cảnh sát cùng nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế đã được triển khai tới hiện trường của vụ tai nạn. Hiện chưa có báo cáo chính thức về vụ việc này. Tuy nhiên, theo hãng tin BBC, tai nạn do một chiếc Land Rover gây ra đã khiến cho 7 em nhỏ và 2 người lớn bị thương nặng. Đại diện trường Study Prep Wimbledon dành cho nữ sinh từ 4 đến 11 tuổi đã từ chối bình luận khi được hỏi về các thông tin liên quan. Thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từ trước đến nay theo cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu. Nhiệt độ trung bình trên toàn cầu trong tháng qua cao hơn 0,5 độ C so với giai đoạn 1991-2020 và vượt kỷ lục ghi nhận vào tháng 6 năm 2019. Khu vực Tây Âu, Bắc Âu, Canada, Mỹ, Mexico, châu Á và miền Đông Australia đều ghi nhận nhiệt độ cao hơn bình thường, trong khi miền Tây Australia, miền Tây nước Mỹ và miền Tây nước Nga có thời tiết mát hơn bình thường. Hiện tượng nóng lên toàn cầu được cho là do tác động của khí nhà kính từ hoạt động của con người. Ngày 4 tháng 7 vừa qua đã trở thành ngày nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình toàn cầu lên đến 17,18 độ C, trong khi mức trung bình thông thường là 16,92 độ C. Dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Những ngày vừa qua, tin tức quốc tế được quan tâm nhất có lẽ là những cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại Pháp. Tin giả, hình ảnh giả tràn lan trên mạng xã hội như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc bạo loạn tại Pháp trở nên căng thẳng hơn trong những ngày qua. Tổng thống Macron đã chỉ thị điều chỉnh mạng xã hội sau cuộc bạo loạn do một cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi tại Pháp. Tin giả và hình ảnh giả trên mạng xã hội đã làm leo thang căng thẳng tại cuộc biểu tình. Các nền tảng mạng xã hội như Snapchat và TikTok đã bị chỉ trích vì đã kích động bạo lực. Tổng thống Macron cũng chỉ trích các trò chơi điện tử và mạng xã hội đã đóng góp vào tình hình bạo lực tại Pháp. Các nhà chức trách đang hợp tác với các trang mạng xã hội để gỡ bỏ nội dung nhạy cảm và xác định những người đã kích động bạo lực. Bạo loạn đã gây thiệt hại kinh tế lên đến 1,1 tỷ đô la Mỹ và gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Sau 10 ngày xảy ra bạo loạn, nước Pháp đã bị thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, hơn 3.000 người bị bắt giữ. Đây là làn sóng bạo loạn nghiêm trọng nhất trong gần 2 thập kỷ qua tại Pháp. Dù tình hình đã tạm lắng, nhưng ngọn lửa thù hận vẫn âm ỉ và có nguy cơ tiếp tục bùng lên ở nhiều quốc gia khác bởi nguồn gốc sâu xa chính là tình trạng nhập cư khó kiểm soát, một trong những vấn đề nhức nhối bấy lâu của châu Âu. Nahen, chàng trai 17 tuổi bị bắn chết tại Pháp ngày 26 tháng 7 vừa qua vì không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát khi tham gia giao thông. Nahen lớn lên ở vùng ngoại ô Paris, nơi có nhiều người nhập cư nước ngoài sinh sống. Mẹ của cậu là người gốc Algeria và một mình nuôi con trưởng thành. Phát súng bắn vào Nahen cũng là phát súng khai hỏa cho cuộc bạo loạn ngay sau đó. Khu phố nơi cậu sinh sống là nơi đầu tiên tổ chức biểu tình. Và cuộc bạo loạn đã lan rộng ra 220 thành phố của Pháp những ngày qua, chủ yếu được cho là do các thanh thiếu niên ở những khu vực ngoại ô gây nên. Khoảng 1/3 trong số gần 3.000 người bị bắt giữ ở lứa tuổi từ 16 đến 17. Hoàn cảnh của những thanh thiếu niên này thường là thu nhập thấp, gốc Phi, sống trong môi trường lạc lõng với sự phát triển của xã hội. Rất nhiều người tham gia biểu tình bạo loạn cho rằng cảnh sát Pháp phân biệt chủng tộc, mặc dù Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố kẻ giết người, cho dù là cảnh sát hay bất cứ ai, đều sẽ bị xử lý theo pháp luật. Nó thể hiện sự vô vọng và phẫn nộ tiềm ẩn bấy lâu nay của những khu vực dân cư bị thiệt thòi hơn.
sự căng thẳng luôn tồn tại giữa những người nhập cư và nước sở tại. Pháp và nhiều nước châu Âu khác đã tiếp nhận một lượng lớn người nhập cư và tị nạn từ các nước đang phát triển trong những thập kỷ qua. Sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo và sắc tộc vốn là những rào cản lớn nhất trong việc hòa nhập xã hội. Thực tế là Pháp cũng như các nước châu Âu khác đang hưởng lợi từ lao động nhập cư, nhưng dường như không đủ sát sao để giúp nhóm người này hòa nhập với xã hội. Cũng có ý kiến cho rằng, phát súng định mệnh nhằm vào Nahen cũng là lời cảnh tỉnh để chính phủ các nước châu Âu tăng cường các chính sách giúp người nhập cư dễ dàng hòa nhập hơn và đồng thời thắt chặt luật chống phân biệt chủng tộc. Chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng cũng kêu gọi chính quyền xem xét lại một cách nghiêm túc về việc cảnh sát sử dụng vũ lực một cách tương xứng, thận trọng và có trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ. Đây cũng là thời điểm để giải quyết nghiêm túc các vấn đề phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trong thực thi pháp luật. Đáng tiếc, làn sóng này có nguy cơ tràn sang những nước có chung vấn đề. Minh chứng rõ ràng nhất là chỉ 4 ngày sau cái chết của Nahen, hơn 100 thanh thiếu niên đã tập trung tại trung tâm thành phố Lausanne của Thụy Sĩ và phá hoại nhiều cơ sở kinh doanh. Bạo lực bắt đầu nổ ra tại thành phố nói tiếng Pháp này sau một số lời kêu gọi trên mạng xã hội. Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ 7 người, trong đó có 3 nữ gốc Bồ Đào Nha, Bosnia và Somali và 3 nam gốc Georgia, Serbia và Thụy Sĩ. Bên cạnh phần lớn những người luôn cố gắng vươn lên, thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ những người nhập cư thiếu nỗ lực trong việc hội nhập cộng đồng nước sở tại. Khi làn sóng bạo loạn lắng dịu, có lẽ nhiều người dân nghèo ở vùng ngoại ô nước Pháp sẽ nhìn vào tấm gương của Kylian Mbappé để suy ngẫm về hành trình phía trước của mình. Nhiều người trong chúng ta lớn lên trong tầng lớp lao động. Chúng ta chia sẻ cảm xúc đau buồn trước bi kịch vừa xảy ra. Đau khổ này lại cộng thêm việc chứng kiến quá trình tự hủy hoại thực sự bất lực. Bạo lực không giải quyết được vấn đề gì. Những lời của Mbappé mang lại hy vọng cho bọn trẻ. Được chứng kiến một người cũng lớn lên ở đây trong cùng một điều kiện mà lại thành công. Thông điệp của cậu ấy rất quan trọng vì với chúng, cậu ấy là một tấm gương. Trên hết là phải đi học. Điều này rất quan trọng. Về phía chính phủ Pháp, điều cấp thiết lúc này là kiềm chế lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp, những yếu tố đang tiếp lửa cho cơn giận dữ của những người lao động nghèo, đặc biệt là những người nhập cư, kéo theo sự bất ổn trong xã hội. Thiệt hại về kinh tế có thể đo đếm, nhưng những rạn nứt xã hội và hệ quả của nó là khó lường. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT của 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.